mình sẽ giới thiệu về sản phẩm mật ong công ty đang bán, có hai loại chai nhé. Với chai 1 lít đó, thì mình khi các bạn sẽ nhận thấy là hai bên hông thân chai có khắc hàng chữ là mật ong cao nguyên. Đây mình giơ cao cho các bạn coi nhé. Còn phía bên đây là sẽ có hàng chữ là Highland Bee, đó là tên công ty, để tránh hàng nhái, hàng giả, hàng kém chất lượng. Thì về phần nắp chai, công ty sẽ dùng loại nắp chai chuyên dùng cho các loại thức uống có ga nên rất kín. Còn phần thân chai là bằng chất liệu bao bì nhựa cao cấp chuyên dùng cho thực phẩm nên rất an toàn khi sử dụng. Đặc biệt với chai nhựa này, các bạn ở nhà có con nhỏ sẽ không lo bể vỡ khi trẻ vô tình đụng chạm vào. Hơn nữa, ưu điểm của chai nhựa là nhựa cao cấp khi các bạn mang đi xa thì rất an toàn, mềm. Cái loại chai này thì mình quăng liền thoải mái luôn. Thì trên chai á, trên nhãn chai thì sẽ có logo hàng Việt Nam chất lượng cao và chứng nhận ISO 22000 theo tiêu chuẩn quản lý an toàn vệ sinh thực phẩm chuẩn quốc tế. Còn về phần mặt sau á, thì có thông tin mã vạch rõ ràng. Mình sẽ để cho các bạn coi nhé. Đây là có mã vạch nè, với ngày sản xuất, hạn sử dụng rõ ràng là 2 năm. Khi các bạn mua hàng thì công ty sẽ luôn giao cho các bạn hàng có ngày sản xuất mới nhất. Vì lượng khách hàng của công ty rất lớn nên nhà máy sản xuất đến đâu thì bán hết đến đó. Nên các bạn an tâm vì chỉ cần đặt hàng thì luôn giao cho các bạn là ngày sản xuất mới nhất luôn. Nhưng các bạn cần lưu ý, hiện nay trên thị trường mật ong thì hàng giả, hàng nhái, hàng giả của thương hiệu mật ong Highland Bee rất là nhiều. Nên khi các bạn dùng hết sản phẩm, cách tốt nhất là các bạn gọi ngay vào số hotline có in trên bao bì. Đây là số hotline có in trên bao bì của công ty. Hoặc là mình vào website chính thức của công ty để biết đại lý gần nhất. Bên cạnh đó, công ty có thêm dòng chai là chai thủy tinh 500ml tiện lợi, sang trọng, có nắp là nhôm. Khi các bạn nhìn vào nắp thì sẽ có in hình Highland Bee. Đây là logo của công ty để cho các bạn dễ phân biệt hàng giả, hàng nhái. Còn về chất lượng của chai thủy tinh và chai nhựa thì hoàn toàn giống nhau. Tuy nhiên, chai 500ml có tặng kèm thêm hộp đôi, phù hợp cho khách hàng mua hai chai làm quà tặng cho người thân rất sang trọng. Thì chỉ với 260.000 thôi, bạn sẽ có một món quà dành tặng cho người thân cực kỳ xịn sò luôn. Thì hiện tại công ty đang bán giá chai 500ml là 130.000 một chai. Đặc biệt là khi lấy một thùng 20 chai 500ml có giá là 90.000 một chai, rất tiết kiệm, đáng kể cho gia đình nào sử dụng nhiều hoặc quán ăn mua về tẩm ướp thực phẩm, hoặc phù hợp với các quán bán thức uống để làm nguyên liệu pha chế sinh tố, nước uống hoặc kết hợp với mật ong. Tương tự như chai 1 lít cũng có giá bán lẻ là 250.000 một chai. Đây là chai 1 lít. Thì nếu mà các bạn lấy một thùng 18 lít thì giá sỉ chỉ có 180.000 một chai thôi. Khi giao hàng chai 1 lít thì bên công ty sẽ có tặng kèm cho mình một hộp giấy đơn. Thì đây là hộp giấy đơn, bên trong mình có bỏ sẵn một chai vô, thì đóng gói theo công ty quy cách là đóng vào như vậy thì sẽ giao hàng cho các bạn. Thì cái này là mình sẽ kèm theo cho các bạn tờ hướng dẫn sử dụng. Khi giao hàng thì bên mình sẽ có kèm thêm một tờ giấy hướng dẫn sử dụng. Thì trong cái tờ giấy hướng dẫn sử dụng này thì các bạn có không biết rõ cách bảo quản sử dụng hoặc là cách dùng như thế nào thì các bạn có thể tham khảo tờ rơ này kèm mà công ty kèm theo cho các bạn, hoặc là các bạn có thể thêm thông tin trực tiếp ở trên trực tiếp vỏ chai hoặc là trên bao bì đều có hướng dẫn sử dụng. Và mọi người xin lưu ý giúp công ty là mật ong thì mọi người nên bảo quản bên ngoài nhiệt độ bình thường, không bỏ tủ lạnh,
Và sau đây mình sẽ giới thiệu cho các bạn về sản phẩm của mật ong bên mình. Các bạn nhìn kỹ nha. Thì cái phần mật ong này là mình rót từ chai thủy tinh nè. Nó đều là một loại hết. Thì sản phẩm bên mình là vừa sánh, vừa mịn, cực kỳ mịn luôn. Màu sắc cực kỳ đẹp nha, mắt mắt. Thì theo như bên mật ong bên mình á, bên mật ong cao nguyên của công ty á, thì khác hoàn toàn với các loại mật của nhãn hiệu khác ở chỗ là mật ong Highland Bee được xử lý trên dây chuyền công nghệ hiện đại, được lọc sạch để loại bỏ tạp chất có hại cho sức khỏe như sáp ong, nhộng ong, ấu trùng ong rơi vào trong quá trình thu hoạch mật từ trang trại. Để an toàn tuyệt đối với sức khỏe, mật ong tiếp tục đưa vào bồn xử lý bọt ra, thanh trùng, diệt khuẩn, sự khử men mốc, giảm hàm lượng nước bằng công nghệ chân không ở nhiệt độ thấp hiện đại nhất Việt Nam hiện nay, giúp mật ong thành phẩm bảo quản được lâu hơn, nâng cao giá trị dinh dưỡng mà không làm mất đi mùi vị, hương thơm cũng như màu sắc của mật ong thuần túy ban đầu. Vì thế mật ong Highland Bee có rất nhiều công dụng như kháng khuẩn, giảm đau, giảm ho, ngăn ngừa viêm họng, hỗ trợ tiêu hóa, giảm mệt mỏi, suy nhược cơ thể, giúp vết thương mau lành, cung cấp năng lượng, bồi bổ sức khỏe để tăng cường sức đề kháng. Thì để các bạn có thể trải nghiệm sản phẩm mật ong thơm ngon sánh mịn thì chỉ cần các bạn gọi vào các số hotline trên bao bì hoặc ở trên tờ rơi bên công ty cũng có thông tin cụ thể của công ty, với lại hoặc là các bạn có thể truy cập fanpage chính thức của công ty để được đội ngũ nhân viên bên công ty tư vấn và giao hàng tận nơi trên toàn quốc nhé. Xin cảm ơn các bạn đã theo dõi video này, hẹn gặp lại các bạn trong những cái video khác. Xin chào.